và mối tình loạn luân đầy oan nghiệt, cái kết của kẻ trăng hoa đa tình. Phạm Duy, tên thật là Phạm Duy Cần, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921 tại Hà Nội, là nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ và là nhà nghiên cứu âm nhạc lớn của Việt Nam. Ông thường được coi như nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam với sáng tác đồ sộ cũng như đa dạng về thể loại, trong đó có rất nhiều ca khúc trở nên kinh điển và quen thuộc với người Việt. Có thể nói Phạm Duy chính là họa sĩ bằng âm nhạc. Lắng nghe những ca khúc của ông, đặc biệt là những giai điệu dân ca, người ta cảm thấy như bị nhấn chìm vào bức ảnh đẹp nhất của quê hương mình. Quê hương Việt Nam đẹp khôn cùng trong những bài hát của Phạm Duy. Có những bài hát đã hơn nửa thế kỷ khi cất lên vẫn như thảm lụa ký ức, trải khắp trong suy nghĩ. Để người ngồi mà tự vấn yêu đất nước này đến mức nào, ví ca khúc Về miền Trung, Việt Nam, Việt Nam, Xuất quân, ca khúc Cho ngày mai. Những nghệ sĩ tài danh thường có chuyện tình rất lãng mạn. Những câu chuyện tình ấy, dù có kết thúc như thế nào thì cũng trở thành nguồn cảm hứng để họ thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Phạm Duy cũng không là ngoại lệ. Chuyện tình của ông có lẽ cũng đủ để viết nên một cuốn tiểu thuyết dài. Những cuộc tình chớp nhoáng. Khi còn sống, nhạc sĩ Phạm Duy từng thừa nhận ông là người nghiện yêu và mỗi bài hát là một cuộc tình. Ông nói rằng, trên đời này, chưa ai sướng bằng tôi. Sướng ở cái nghĩa người ta lao tới và không bao giờ quên được nhau. Đôi mắt bao giờ cũng còn đuôi, không bao giờ hận tình. Với Phạm Duy, tình yêu đẹp lắm. Người nam và người nữ yêu nhau mới có cuộc đời, còn nếu không yêu, tuyệt giống như lâu rồi. Cùng nổi tiếng là đa tình, nhưng nếu tình yêu trong cuộc sống của Trịnh Công Sơn giống như ảo ảnh, mơ mộng, thì tình yêu của Phạm Duy lại rất thật. Ông đã từng so sánh, giữa lúc khó khăn, Trịnh tìm tình du đời và cõi mộng mị, tôi vẫn phá ra vách rừng sương mù để tìm về thực tại. Phạm Duy thường có những cuộc tình chớp nhoáng, đầy nhục dục và nồng cháy. Trong cuốn hồi ký ức của mình, ông cũng không ngại nhắc lại những cuộc tình đó. Theo như Phạm Duy chia sẻ, trong thời gian còn đi hát tại Hà Nội, ông cùng có lúc quan hệ với hai người phụ nữ. Người thứ nhất là ca sĩ phòng trà Thương Huyền, người có nụ cười và hàm răng như hoa nở. Tính tình thuộc loại hoạt bát, bất cần đời. Trong buổi họp mặt các văn nghệ sĩ tại nhà của họa sĩ Phạm Văn Đôn trên đường Hát Lice ở dưới nhà, người ta ngâm thơ và ca hát. Ở trên lầu, bất cần mọi người, tôi và Thương Huyền yêu nhau thắm thiết. Người thứ hai là Vũ Nữ Định. Theo Phạm Duy, người này là một trong hai người phụ nữ nổi tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ. Vũ Nữ Định đẹp một cách lộng lẫy, trông như con gái nhà lành. Hơn thế nữa, trông như con nhà quyền quý. Cô vũ nữ có đôi bàn tay rất mộng này lại là con người có tính đồng bóng. Vừa mới ngủ với người tình trong đêm, sáng ra lại trợn mắt hỏi, anh là ai? Tôi soạn cho cô vũ nữ này tàng tàng này một bài hát lấy tên là Tình Kỹ Nữ. Đêm nay đôi người khách giang hồ gặp nhau tình trăng nước. Cũng theo hồi ký của Phạm Duy, khi lên Yên Thế làm nghề trông coi đồn điền, ông cùng lúc có một cuộc tình với hai nàng thôn nữ. Một trong số đó đã khiến ông có ý định lấy làm vợ. Tuy nhiên, có lẽ số kiếp không cho ông được hưởng cuộc sống an phận của một người nông dân nên cuộc tình đó cũng nhanh chóng tan vỡ. Sau này, có lần tác giả của tình ca có quay trở lại tìm người con gái ông muốn lấy làm vợ. Gặp cô gái quê, thấy nàng vẫn chưa lấy chồng, vẫn còn đẹp, vẫn quần áo quật lao động. Trong mấy ngày ở lại đây, tôi được hưởng những đêm ân ái nồng cháy trên ổ rơm thơm phức bên người đẹp nhà nông có thân hình cứng như gỗ lim này. Mối tình thơ nhạt kéo dài 10 năm, nổi tiếng với hàng loạt mối tình thoáng qua và đầy sự đam mê xác thịt, nhưng Phạm Duy cũng có một mối tình rất trong sáng với người con gái tên là Lệ Lan. Ông gọi đó là mối tình thơ nhạc. Mối tình này dù kéo dài suốt 10 năm, vợ ông, ca sĩ Thái Hằng, cũng biết tới nhưng có lẽ vì sự trong sáng của mối tình ấy nên bà cũng không ghen. Mối tình của Phạm Duy với Lệ Lan được mở đầu bằng một cách trớ trêu. Khi ở độ tuổi 20, chàng thanh niên Phạm Duy đã đem lòng yêu một người con gái Hà Thành. Tuy nhiên, tình cảm của ông không được đáp lại. Người con gái này đã lấy chồng và sau năm 1954 thì vào Nam sinh sống. Sau này, Phạm Duy có tìm đến thăm. Người phụ nữ này dù rất trân trọng tình cảm của ông nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Điều không ai ngờ đã xảy ra khi người con gái của người phụ nữ này lại rung động với nhạc sĩ Phạm Duy. Vì sự chênh lệch tuổi tác và hoàn cảnh trớ trêu, tác giả của Kiếp Nào Có Yêu Nhau ban đầu cũng có ý định lẩn tránh cô gái trẻ. Tuy nhiên, về sau ông đã siêu lòng. Mối tình giữa Phạm Duy và Lệ Lan đã kéo dài suốt hơn 10 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó,
Bà đã sáng tác hơn 300 bài thơ tình gửi Phạm Duy, một số bài trong đó đã được ông phổ nhạc. Mặc dù yêu nhau tha thiết, nhưng mối tình giữa Phạm Duy và Lệ Lan không thành. Trước khi đi lấy chồng, Lệ Lan đã gửi cho nhạc sĩ Phạm Duy một bức thư, trong đó bà viết: 10 năm, quá đủ một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi. Từ đây đến ngày cưới có thể Lan sẽ xin gặp chú một hai lần nữa. Chẳng để làm gì cả, chắc chú cũng nghĩ như Lan, chẳng có gì bi thảm, chẳng có gì tiếc nuối. Một mối tình đẹp kết thúc một cách êm ái, chỉ xin giữ lại một chút dư hương để truyền lại cho các con của Lan. Sau này cho chúng nó có một tâm hồn biết yêu thương đằm thắm. Sau này, khi đã ở cái tuổi thập cổ lai hy, nhớ lại một thời đã qua, nhạc sĩ Phạm Duy vẫn dành những lời lẽ rất yêu thương cho mối tình thơ nhạc. Tôi yêu người phụ nữ ấy lắm. Trong gia tài các nhạc phẩm của tôi dành tặng bà ấy 40 bài hát là Phạm Duy lúc còn trẻ. Với tôi, có 3 bài hát đánh dấu thời điểm tôi yêu. Tôi xa và tôi quên bà ấy như ngày ấy chúng mình. Ngàn trùng xa cách và chỉ từng đấy thôi. Mối tình thơ nhạc kéo dài tới 10 năm, ấy vậy người danh ca đào hoa ấy vẫn chưa dừng lại trên con đường tình ái. Đối với Phạm Duy, có lẽ mối tình khó quên và muốn che đậy nhất chính là mối tình vụng trộm anh rể, em vợ. Nói về chuyện tình này, thời ấy Phạm Duy đã kết hôn với Thái Hằng. Nhưng chớ trêu thay, lúc bấy giờ Khánh Ngọc, tức vợ của em trai Thái Hằng, lại là một ca sĩ có thân hình bốc lửa, nổi tiếng là xinh đẹp, liền làm rung động ngay trái tim nghệ sĩ Phạm Duy. Một lần nữa, hai con tim người yêu nhạc hòa quyện vào nhau, mối tình anh rể, em vợ tưởng chừng là êm đẹp cho đến một ngày Phạm Đình Chương, chồng của ca sĩ Khánh Ngọc, đã bắt tại trận cuộc tình vụng trộm tại quán chè ở nhà bè Gia Định. Cho dù Phạm Duy đã cầu cứu đến bộ thông tin xin các báo đài cho ngừng điều tra, phóng sự, nhưng họa vô đơn chí, chuyện lớn càng giấu giếm lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng mấy chốc, cả Sài Gòn đã loạn lên vì biến cố trong gia đình nổi tiếng về nghệ thuật. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều về Phạm Duy, không chỉ ông còn sống đa tài, đa tình và đầy hệ lụy ấy. Giờ đây, sau khi ông đã ra đi năm 2013, những ý kiến trái chiều về ông vẫn nổ lên mỗi lúc một đậm đặc hơn. Tất cả những nghi ngờ, bất đồng hay bất mãn, rồi đây sẽ dần dần chìm vào quên lãng. Con người thật của Phạm Duy sẽ không còn án ngữ trước khối lượng tác phẩm đồ sộ và nguy nga của Phạm Duy. Một lúc nào đó, nghĩ đến Phạm Duy, người ta sẽ không còn nhớ đến những chuyện đi kháng chiến rồi dinh tê, chuyện vào Nam rồi vượt biên, hay chuyện sống ở Mỹ rồi quay về Việt Nam. Người ta cũng không còn nhớ những câu phát biểu nhiều khi rất túy hứng và tùy tiện của ông. Lúc ấy, khi nghĩ đến Phạm Duy, người ta chỉ nghĩ đến những bài hát do ông sáng tác. Lúc ấy, ông mới sống thật cuộc sống của ông, một cuộc sống thật vĩ đại. Tiểu sử, nhạc sĩ tên thật là Phạm Duy Cẩn, xuất thân từ một gia đình văn nghiệp, cha là Phạm Duy Tốn, thường được xem như là nhà văn xã hội đầu tiên của nền văn học hồi đầu thế kỷ 20. Anh là Phạm Duy Khiêm, giáo sư thạc sĩ, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Pháp, văn sĩ Pháp văn, năm 1936, vào học ở trường Thăng Long, một trọng điểm trong thời kỳ kháng chiến. Thầy dạy ông có Võ Nguyên Giáp, còn trong đám bạn cùng lớp có nhà thơ Quang Dũng. Năm 1940, nghe lời bạn bè, ông thi vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, học thầy Tô Ngọc Vân, chung lớp với Bùi Xuân Phái, Võ Lăng. Nhưng ông không có năng khiếu nhiều và không ham vẽ cho lắm. Thời kỳ này, ông ca hát nhiều hơn là vẽ tranh. Năm 1942, ông có sáng tác đầu tay Cô Hái Mơ. Năm 1944, ông thành ca sĩ hát tân nhạc trong gánh hát cải lương Đức Huy, Just Road Mill. Gánh hát này đưa ông đi rất nhiều miền trên đất nước, từ Bắc chí Nam, khiến ông mở mang tầm mắt, ngoài ra tự nhiên cũng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong việc phổ biến tân nhạc đến các vùng. Thời kỳ hát rong, Phạm Duy được gặp gỡ nhiều tên tuổi lớn như thi sĩ Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Lê Thương, Lê Xuân Ái, Văn Đông và nhất là nhạc sĩ Văn Cao, người sau này trở thành bạn thân thiết. Sau đó, ông khởi sự con đường âm nhạc của mình với việc trở thành ca sĩ trong gánh hát Đức Huy, đi diễn lưu động từ Bắc qua Trung vào Nam trong những năm 1943 đến năm 1945. Ông là người đầu tiên hát nhạc cải cách trên đài radio ở Sài Gòn vào năm 1944, mỗi tuần trình bày 2 lần. Năm 1945, xảy ra nạn đói, Phạm Duy rời nhà cũ đi lang thang nhiều nơi, sau đó ông theo kháng chiến. Trong thời chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Phạm Duy trở thành cán bộ văn nghệ của Việt Minh và là một trong những nhạc sĩ thành công nhất lúc đó.
Thời kỳ này, bên cạnh tài năng được khen ngợi thì xu hướng lãng mạn của Phạm Duy bị cho là tiêu cực, nhiều bài hát của ông bị bắt đầu xét duyệt, cấm đoán. Sau do không chịu được sự quản thúc ngặt nghèo, ông đã rời bỏ Việt Minh về Thành. Từ đó, tác phẩm của ông bị cấm phổ biến trong vùng kiểm soát của Việt Minh. Cũng như ở miền Bắc, sau năm 1954 và trên cả nước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Năm 1952, ông qua Pháp học về âm nhạc, tại đây quen với giáo sư Trần Văn Khê. Về lại Việt Nam, ông tiếp tục sáng tác và biểu diễn trong ban hợp ca Thăng Long. Nhạc Phạm Duy phổ biến rất rộng rãi ở miền Nam, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng gọi là băng bạc khắp mọi nơi thời bấy giờ. Thời gian này, ông có những hoạt động trong ngành điện ảnh và đã gây nên một vụ tai tiếng lớn khắp từ Nam chí Bắc khi ngoại tình với người vợ của em vợ. Ca sĩ Khánh Ngọc là vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, người em vợ duy nhất của ông. Sau sự kiện này, ông lại dính vào một vụ tình cảm với Alice, con gái của một người tình cũ hồi năm 1994 tên Helen. Tuy nhiên, ông khẳng định cả hai chuyện tình này đều là những tình cảm trong sáng. Vì vấn đề chênh lệch tuổi tác, cũng như vì tôi không muốn làm phiền những người chung quanh một lần nữa, tôi quyết định ngay từ lúc đầu rằng đây chỉ là một mối tình giữa hai tâm hồn mà thôi. Tôi cố gắng mọi động chạm về thể xác và tôi hãnh diện để nói rằng nàng vẫn là một trinh nữ khi rời xa tôi để bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Là một nghệ sĩ, tôi cần tình yêu để sáng tác. Giống như con người cần khí trời để thở. Tôi không cần phải chiếm đoạt ai cả, nhất là chiếm đoạt một người con gái còn ít tuổi. Giữa chúng tôi không có ràng buộc, trói chặt nhau. Ông đã viết nhạc và lời cho khá nhiều bài nhân chuyện này, đó là Nụ Tầm Xuân, Thương Tình Ca, Chỉ Chừng Đó Thôi, Tìm Nhau, Cho Nhau.